mày tung cái clip ấy lên. Nhớ là bản full không che nhá. Tung clip á? Ừ. Ôi trời, đặng đồ quá, nó giết con mất. Đã chơi là phải chơi tất tay, đánh rắn là phải đánh dập đầu. Này, còn một chuyện này hay nữa, muốn nghe không? Mày chịu đau một tí, nhưng mà cái việc mà con Minh nó cướp thẻ nhớ của mày ấy, hay ra phết đấy. Nhân đà này, nhồi thêm một vố nữa, không cần phải ra tay, cho chúng nó tự chém giết lẫn nhau thế mới tốt. Mà tao cũng ngứa mắt cái con Minh ấy lắm rồi đấy. Nhân đà này nhổ luôn đi, một công đôi việc. Có ăn cơm không nào? Ủ mưu ít thôi. Ở nhà chả làm được cái trò trống gì. Ra đường lắm mưu thế. Con Châu bây giờ đã bị nhấc ra khỏi vị trí then chốt. Cả nhà nó bây giờ đang quắn hết cả lên cái vụ nhà máy phía Nam. Và cả cái vụ bản báo cáo tài chính nữa. Hơi sức đâu mà kiện với cáo. Con này quá thật đấy. Đúng là cao nhân. Nhưng mà con chỉ sợ rằng ấy, qua cơn sóng gió, nhớ lại chuyện cũ, lại sợ đến con thì chết. Sóng gió á? Cao Dược bây giờ không phải là sóng gió mà là cuồng phong rồi. Có khi còn thay tên đổi chủ nữa ấy chứ. Lúc bấy giờ con Châu á, xuống nước xin cưới mày cũng nên. Thôi, quan không thì bảo nào. Tôi không cần biết bố con nhà anh làm chuyện gì đâu nhá. Nhưng mà anh ấy cứ léng phéng ấy. Thôi, mẹ. Này, mày thấy không? Mẹ mày cứ mở mồm ra là tao đã không muốn ăn nữa rồi. Thôi, bố ăn đi. Lâu lắm con mới có cảm giác thèm ăn đi này. Ăn đi. Châu, mẹ không thể làm khác được. Ngọc, con để ý chăm sóc cho chị nhá. Vâng ạ. Vị trí đó với con không quan trọng đâu mẹ ạ. Con thấy thất vọng về bản thân mình. Con đã nhìn nhầm người và gây ra một đống sai lầm. Mẹ cũng sai. Mẹ đã nhìn nhầm nó. Là tay Kiên khốn kiếp ấy hả mẹ? Mẹ, anh ta đến Cao Dược để trả thù mẹ. Vậy lý do thực sự là gì ạ? Trả thù? Trả thù chuyện gì hả mẹ? Có thể liên quan đến một chuyện cũ. Là mẹ nói có khả năng thôi. Đợi sau đợt này, mẹ sẽ tính toán với nó.